Mở thế luôn rồi nè. Đây là cá rô đồng nha. Tự nhiên thiên nhiên luôn. Trời ơi, quá thế rồi nè. Quá khỏe không? Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh YouTube Kèm Rapper. Chúc tất cả mọi người một ngày mới vui khỏe, cuộc sống an lành. Thì hôm nay mình đã đến một cái quán nhậu của chú Nghĩa là Ẩm Thực Quen Sông Quán. Thì bữa nay là chúng ngày chủ nhật, thì khách du lịch và khách tham quan đến quán nhậu của chú rất là đông. Đây là những cái phần xe mà khách đã đến để mà gửi chỗ nè, nghẹt hết trơn luôn nè. Thì mấy bữa gài hổm gài thì mình chia sẻ là những khi mà khách vắng á, thì hôm nay là ngày chủ nhật á, thì khách rất là đông luôn á nha. Xe đặt nghẹt hết trơn luôn. Đó, chỗ đây là nhà có để mà để khách đến mà giữ gửi xe nha, nghẹt hết trơn rồi ha. Còn phía sau nó kìa, còn xa xa phía sau còn gửi xe rất là đông á. Rồi mình sẽ đến đi xuống mấy cái chỉ quán là khách ta đang ngồi dưới á, mình sẽ review tiếp cho cả nhà nha. Bữa nay là chủ nhật rồi cả nhà. Hôm rồi mình quay clip lên up lên không có trúng dịp thứ bảy và chủ nhật. Hôm nay là chủ nhật, hôm nay khách rất là đông luôn á nha. Đông nghẹt hết trơn luôn á. Ta xuống quay hết luôn cả nha. Đây rất là gió luôn nha. Chắc này lát là gió rất mạnh luôn á. Hôm nay là chúng dịp thứ chủ nhật, khách rất là đông đến mà tham quan cái những cái món ăn. Hôm nay quán Ẩm Thực Quen Sông của chú Nghĩa hôm nay rất là đông khách luôn cả nhà ơi. Xin chào. Rất là đông quá nha ơi. Kim Rapper. Kim Rapper. Kênh YouTube á. Rất là nhiều món ăn cả nhà. Hả, mình quay là những cái món ăn rất là đặc sản ngon miền Tây mình đó cả nhà ơi. Bữa hả mình quay không có trúng dịp, nhưng cái bảy chủ nhật á là khách ít á. Rồi lúc này là khách chưa có ca hát nha. Ca hát lên là có dính bản quyền, mình quay không có được nha. Đây là có câu cá giải trí luôn nè. Mở thế luôn rồi nè. Đây là câu cá trực tiếp luôn nha. Đây là cá rô đồng nha. Tự nhiên thiên nhiên luôn. Cá đâu sông nhưng mà cá tự nhiên. Ông trả tiền lại nha. Rất là ngon không? Chở lên bỏ lên cây. Trời ơi, quá thế rồi nè. Quá khỏe không? Này đông quá là đông luôn cả nhà. Đi cái này đi ngay trước rồi. Đó có rất là khách đông anh nhà ơi. Tiếp tục rồi đó. Đây một mà cái chòi là có một cái khách đó cả nhà. Khách thì có thịt bò nè, rồi cá nè, rất là nhiều món ngon nha. Có giảm giá không anh? Có giảm giá không? Giảm giá hả? Để hỏi ông chủ mới được. Giảm 80%. Còn mình đây chỉ là review cho chú quán thôi, chứ mình có rồi. Đồ quán đồ ăn đây rất là ngon luôn mọi người, nhưng mà mắc lắm. Mắc mà ngon được phải không? Rồi mình sẽ đi qua tiếp bên kia nha.
Bữa nay là chủ nhật là bãi khách rất là đông nha. Mỗi một cái chòi là rất là đông khách luôn á. Mấy anh thông cảm tí xíu cho đừng hát chút xíu, quay chút xíu à. Không có nhạc vô dính bản quyền á. Dính bản quyền vô là phải cắt. Không cho hát hay là dưới kia? Không phải, cho một tí xíu thôi. Quay chút xíu à. Nhưng mà dưới kia người ta không cho hát thì dưới kia hả? Chủ hả? Khách á. Đâu có gì đâu, mà hát bình thường mỗi chỗ mà hát bình thường mà đâu có gì đâu. Nói chuyện không được, nói chuyện không được. Mấy anh đến quán ẩm thực quen xong quán này thưởng thức những cái món ăn như thế nào mấy anh? Cảm giác nó ok ha, ngon ha. Nhớ lần sau nhớ chia sẻ nhiều anh em đến để mà ủng hộ cho quán chú Nghĩa nhiều hơn đó nha. Góp ý không? Anh góp ý bình thường có gì đâu. Rất là đông cái nhà. Bữa hổm mình quay chúng là bữa thứ thì khách không có đông nha. Còn nay là chủ nhật là khách rất đông, chỗ nào cũng đông nghẹt cửa trơn á. Ở đây cũng có cái lo hát luôn nha. Rồi khách có nhu cầu hát thì cũng được luôn nha. Đây là toàn cảnh ở quán của chú Nghĩa nha. Quán tên là ẩm thực quen sông quán. Thường bán những cái món ăn dân dã miền Tây rất là ngon. Nhiều khi mình đến đây mình giao cá là cá thiên nhiên á, cá sát, cá dứa, cá ba sa, cá hú, cá sủ là giao cho chủ quán để mà thu mua những cái loại cá để mà bán cho khách. Thì khách cũng có nhiều món ăn khác để mà khách muốn yêu cầu thì cũng có nhiều món ăn đấy cả nhà. Thì quán chú Nghĩa đây hoạt động từ thứ hai đến chủ nhật luôn cả nhà, 24/24. Còn giờ tiếp khách thì từ khoảng 8 giờ sáng đến 22 giờ đêm nha. Thì nếu cô chú anh chị em bạn bè gần xa nếu có một lần có dịp đến quán của chú để mà ủng hộ cho chú thì đây là món ăn rất là ngon đó nha, rất là thiên nhiên luôn á. Thì cái clip của mình chia sẻ đến đây đã kết thúc. Nếu có nhà có yêu thích cái kênh của mình thì hãy nhớ ủng hộ cho mình một like và một lượt đăng ký. Xin chào cả nhà và hẹn gặp lại. Cơm bây giờ nãy có cơm không? Cơm chiên. Rồi cơm chiên chất.